là cái gì? Mozart à? Để là cảnh mỏi thật ai người bạn hồi đấy thôi. Thế à? Trời ơi, chị quay gì mọi người ơi. Like three sandwich of crust and bread and sandwich. Yeah. So good. Nhưng có cái này á? Không. Thì bánh mì bình thường nhưng mà nó không ngon như này á. Tám ơn. Cái quả em cầm hai cái xúc xích vào mặt thì vui vẻ rồi. Và bây giờ cũng sẽ thế. Cùng cái khăn đấy. Bánh mì bình thường nha. Mềm mà. Mềm. Anh từng không ở nhà đất, anh từng ở bên hau ấy. Bên hau thì rất là sống. And I went to Salzburg. Trời ơi, sao mà tối vậy trời. Ê, nhưng mà chạy thẳng vào kia xem có dán tờ lạnh à. Bây giờ chỉ cần một lít. Ê nhưng mà vừa rồi cái bọn ở Rome nó vít tê hết cái fountain đấy rồi ấy. Ừ, để lấy tiền. Khóa lóc kết rồi à đâu. Ê, tôi nghĩ là tay tôi lạnh quá, nó không nhận cảm ứng nữa. Oh shit, so beautiful. Oh my god. Ê, nếu mà bạn muốn kiểu màn nhỏ thì bạn có thể đứng ở giữa khung hình. Tại vì đây là góc siêu rộng. Bạn đứng ở đây thì mặt bạn sẽ kiểu dài vừa dài. À, vậy. Dài vừa dài. Có khi ở nhà Mozart có đồng xu ấy. Trông kiểu toàn hàng hiệu ấy. I don't think there is quán ăn here, nhưng mà chắc mình phải đi đến mấy cái ngõ khác. High five. Không. Oh my god. Em muốn chị chụp đấy đi. So big. Nếu mà tính là chị có ảnh đồ ăn cho em xin. What do you say? I said yes. Chú ấy là đi outside từ nhà chú ấy có 45 phút thôi. Bây giờ để đi lên cái pháo đài. Lên đi được. Không bảo ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ơi, vào đây. Vào đây. Thôi cho con. Ngô, chào đi. Cười lên. Cười lên nào, tươi tươi lên nào, đừng giận nữa nào. Thân đâu, thân yêu. Rơi con mẹ. Ra là phải lên đèn như này nhìn mới ấy đúng không? Tôi đã tính toán rồi. Chim quá nhỏ nhỉ? Không. Là cái gì? Con phát nào? Đấy là tránh mỏ đi. Sợ anh ở bạn thôi đấy thôi. À thế à? Thêm một cái vào bộ sưu tập đồng xu. Tiếng nhạc thở, tiếng chuông nhạc thở. Còn đây là cái pháo đài ban nãy vừa đi lên xong.